Trái ngược với những gì người hâm mộ chờ mong vào một trận đấu kịch tính, Derby nước Anh đã diễn ra theo một thế trận một chiều khi cán cân sức mạnh đang nghiêng về phía Liverpool. Scope đã dễ dàng đè bẹp đối thủ 5-0 trong một trận đấu và rất nhiều kỷ lục mới đã được thiết lập. Và đây là những diễn biến chính trong cơn ác mộng của các cổ động viên tại nhà hát của những giấc mơ. Đón tiếp Liverpool trên sân nhà, Ole Solskjaer đã giữ nguyên đội hình 4-2-3-1 so với cuộc lội ngược dòng trước Atalanta trước đó. Trong khi Liverpool có hai sự thay đổi người tương đối khó đoán, Jota thay cho Mane và Konate đã có trận ra mắt thứ hai trong màu áo của The Cop. Những giây phút đầu tiên đã chứng kiến cả hai đội nhập cuộc với nhịp độ nhanh chóng. Bruno đã có cơ hội để đưa MU vượt lên, nhưng khi các Manusian chưa hết tiếc nuối thì Keita đã ghi bàn cho Liverpool ngay ở phút thứ tư. Bruno đơn độc dâng lên áp sát Henderson, rồi tiếp đó là Van Dijk và thậm chí là cả Alisson, nhưng không có cầu thủ nào của MU dâng lên để hỗ trợ anh hết. Vì vậy, Scope đã thoải mái nhận bóng từ phía dưới để triển khai với Van Dijk. Greenwood nhận thấy không ổn và thực hiện áp sát với trung vệ người Hà Lan, nhưng Robertson thì lại quá thoải mái để nhận bóng. Wan-Bissaka lao lên gây áp lực, nhưng là quá trễ. Điều này không mang lại tác dụng gì mà còn vô tình thả lỏng Jota. Victor Lindelof nhận thấy điều này nên buộc phải kéo ra để che chắn phía sau của Wan-Bissaka. Thế nhưng Jota đã nhanh chóng đưa bóng vào trong, nơi Harry Maguire với thân hình đồ sộ của mình trở nên lóng ngóng đến thảm hại trước Firmino và Salah. Firmino nhận bóng từ Jota, xoay người và Maguire tiến về phía cầu thủ người Brazil. Salah quá thoải mái với khoảng trống mênh mông ở trung lộ và Luxor buộc phải băng qua để bọc lót. Naby Keita đơn giản là không thể từ chối một không gian lý tưởng tới như vậy để ghi bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng cho thấy sự thiếu đồng bộ trong cách vận hành lối chơi của Liverpool. Bruno rất sẵn sàng được pressing nhưng các cầu thủ khác thì không, và cái cách MU chống lại Liverpool trong pha bóng này như thể một loạt các quân cờ domino bị xô đổ. Các cầu thủ MU di chuyển để che chắn vào khoảng trống phía sau lưng người đồng đội đã băng lên phía trước của họ mà không hề biết rằng Liverpool sẽ đưa bóng tới không gian mà họ vừa di chuyển. Trong bàn thắng đầu tiên này, tất cả chỉ mất 13 giây kể từ khi bóng rời chân Alisson cho tới khi lăn vào lưới của MU. Jacob đã nhanh chóng nhân đôi cách biệt chưa đầy 10 phút sau đó. Henderson thoải mái điều phối bóng ở giữa sân ra phía sau lưng của Greenwood cho Robertson băng xuống bên cánh trái. Wan-Bissaka lại một lần nữa băng lên áp sát nhưng không đủ nhanh khi bóng đã rời chân Robertson. Với việc Wan-Bissaka bỏ vị trí và Liverpool đẩy Miner cùng Keita lên, các hậu vệ của MU đang yếu thế hơn về mặt quân số. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của MU hoàn toàn có thể xử lý gọn gàng đường truyền của Robertson. Thế nhưng cả So và Maguire đã không hiểu nhau để bóng trôi đến chân của Keita. Số 8 mở cánh rộng cho Chen và một đường căng ngang từ cái lòng trong cực ngoan của cầu thủ người Anh đã giúp Jota có bàn thắng thứ tư ở Ngoại hạng Anh năm nay. Hãy nói kỹ hơn một chút về tình huống này. Wan-Bissaka sau khi bỏ vị trí đã không tập trung nhanh chóng lùi về, dẫn tới cả Jota và Miner đều rất thoải mái ở phía cột xa khung thành của MU. Ở phía trên, hàng tấn công của Manchester United dâng cao với hy vọng có thể gây bối rối cho tuyến dưới của Liverpool. Thế nhưng điều này không giúp họ lấy bóng dễ dàng hơn. Mấu chốt nằm ở cặp tiền vệ của họ, Fred và Scott McTominay. Hai cầu thủ này có xu hướng dẫm chân lên nhau, khiến Liverpool dễ dàng có khoảng trống để lên bóng dồn ép MU. Với việc chơi dâng cao, Scope liên tục giành bóng ngay ở phần sân nhà của đối thủ mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, vấn đề của MU thì không chỉ có như vậy. Khả năng phòng thủ mỏng manh của họ đã phơi bày hoàn toàn trong trận đấu này. Với việc Liverpool đẩy Keita và Miner lên cao trong khi Rashford và Greenwood không chịu lùi về để hỗ trợ, Robertson và Chen được tự do chồng cánh. Điều này khiến các hậu vệ cánh của MU không thể chống cự. McTominay và Fred đã muốn hỗ trợ nhưng cách hỗ trợ của họ là không hợp lý. Họ đã cố gắng di chuyển rộng theo chiều ngang sân để giúp các hậu vệ cánh của MU. Điều này làm lộ ra khoảng trống ở giữa sân cho Firmino lùi xuống. Do Bruno và Ronaldo thường xuyên dâng lên, Henderson thoải mái tự do nhận bóng ở giữa sân, kết hợp với Firmino lùi xuống và một tiền vệ nữa, giúp Liverpool chiếm ưu thế về mặt quân số ở khu vực này. Thực tế thì hàng tiền đạo của United không hề lười biếng trong việc phòng ngự, nhưng họ phòng ngự không đúng cách, điển hình là ở bàn thua đầu tiên. Họ không có được sự đồng bộ và hỗ trợ kịp thời. Nhưng đó không chỉ là thất bại của tập thể mà cá nhân các cầu thủ cũng không có màn trình diễn tốt khi họ đơn giản chỉ là dâng lên áp sát theo đường thẳng
mà không uốn cong đường chạy của mình để cắt đường chuyền. Vì thế mà Liverpool dễ dàng đưa bóng qua họ tới những khoảng trống. Bàn thắng thứ 3 của The Cop đã tới ở phút thứ 87. Rashford lao lên gây sức ép với Arnold, Firmino lùi xuống và Fred di chuyển theo để kèm người đồng hương. Độc Nhãn trả bóng ngược lại cho Henderson đang rất thoáng ở giữa sân. Trong khi đó, McTominay bị bỏ lại một mình để đối phó với cả Keita và Curtison. Với hàng loạt đường chuyền đổi hướng nhanh, Liverpool chơi tấn công trực diện và Salah đã dứt điểm. Ở tình huống này, cả bốn hậu vệ của MU đều đã bó hẹp lại để đối phó với bộ ba tấn công của Liverpool. Vì thế, Keita hoàn toàn tự do nhận bóng ở bên cánh phải, căng ngang để Salah ghi bàn. Đây là bàn thắng cực kỳ đáng nhớ với Salah. Anh là cầu thủ đầu tiên của Liverpool ghi bàn trong 10 trận liên tiếp, là cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất ở ngoại hạng Anh. Thế nhưng vua Ai Cập chưa dừng lại. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, anh đã lại ghi bàn. Wan-Bissaka lại một lần nữa bị hút ra ngoài và Lindelof băng ra để che chắn phía sau hậu vệ người Anh, để lại khoảng trống cho Firmino ở trung lộ. Cầu thủ người Brazil không chế bóng và trả ngược lại cho Robertson. Hậu vệ cánh người Scotland chuyền bóng cho Jota, buộc So phải băng lên để che chắn. Khoảng trống mở ra cho Salah để Jota chuyền bóng và cú dứt điểm vào góc gần của anh là không thể cản phá. Ole sau đó đưa Pogba vào sân thay cho Greenwood trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho khu vực trung tuyến. Họ chuyển sang sơ đồ 4-3-3 nhưng nó không phát huy hiệu quả. Vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Firmino và Henderson đã thành công trong việc quay bắt, cướp bóng từ chân của Pogba và đội trưởng của Liverpool đã có đường chuyền tuyệt đẹp, xé toang hàng phòng ngự toang hoác của MU để Salah lập hat-trick. Với bàn thắng này, Salah là cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick trong kỷ nguyên Premier League tại Old Trafford. Trận đấu tủi hổ của Pogba đã sớm khép lại sau tình huống quả bóng nguy hiểm với Keita. Số 8 buộc phải ra sân bằng cáng và được thay thế bởi Chamberlain. Không chỉ vậy, Ronaldo cũng đã có một trận đấu đáng quên. May mắn tránh được thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Curtison. Sau khi Pogba bị đuổi, MU chuyển sang sơ đồ 5-3-1 hoặc 5-2-2. Với Edison Cavani và Dalot vào thay cho Rashford và Fernandes, thật hài hước là tiền đạo người Uruguay lúc này được bố trí lùi về để hỗ trợ hàng tiền vệ. Liverpool sau đó cũng không quá mặn mà với việc ghi thêm bàn thắng, trận đấu cũng không có quá nhiều điểm đáng chú ý. Đây chắc chắn là trận đấu dễ dàng nhất của Liverpool kể từ đầu mùa, thậm chí nó còn dễ dàng hơn cả trận gặp Watford trước đó. Tuy nhiên cũng phải nói rằng MU đã quá tệ với một lối chơi thiếu kỷ luật và không có bất kỳ dấu ấn chiến thuật nào đến từ Ole khi các cầu thủ của họ thường xuyên bỏ vị trí và bị khai thác khoảng trống một cách dễ dàng.